Gandhapanaga Siddhanta Santikeyang Muni Wahawachanang Sathavo Me Sunantu Thammas Sawanakalo Ayam Padanta Thammas Sawanakalo Ayam Padanta Thammas Sawanakalo Ayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Saranam Gacchami Dhammang Saranam Gacchami Sanghang Saranam Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranam Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranam Gacchami Iti Pito Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicca Jagana Sampanno Surato Lokaviru Anut Taro Purisa Dhammasa Ratisat Tadewa Manusanang Buddho Bhagava Pinati me saranang anyang Buddho me saranang warang Ete na satunjawat Jena hotu me jaya manggalang Uttamang gena wandehang Pada pamsum warut Tamang Buddhe yogalito doso Buddho kamakutang mamang Soakato bhagavata dhammo Sandhitiko akaliko Ehipasiko opanayiko Pachatang veditap Bovinyuhitinat Thì mê sang năng an nhang thâm mô mê sang năng hoa răng Ê tê na sát cha vật chê na hô tu mê cha ya măng gà lăng Ô ta măng ghê na hoàn đề hăng Thâm anh cha đuôi thăng hoa răng Thâm mê yô khá lý tô đô sô thâm mô Khá mà tu tăng mà măng Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yuga niatta purisa puk Gala esa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo dakkhinayyo anjalikaraniyo Anuttarang punyakhetang lokasa Tinatthi me saranang anyang sangho me saranang warang Ete na satunjawat Jena ho tu me jaya manggalang Utta mangge na wandehang Sangkhang jadui tokta mang Sangkhe yo galito do so sangho Kamatu tang mamang Wanda mi je di yang sabbang sabbathane Supatthi tang sari rikathatu maha bhutin Buddha rupang sakalang sada Sambuddhe attha visaṃca dvadasaṃca sasahas Sakepaṃca satasahas Sanina mami sirasa
khanh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng nam ma ca ra nu pha we na ham toa sap de upat da we aneka antaraya divina sam tua se sato sam but thế bằng chất bằng nhà sanh chất chất tu vi sát thi sa ha sa kê ta sa sa ta sa ha sa ni nam ma ni si ra sa hằng thế sanh tham mạnh chất sanh thành cha a đa rê na nam ma mi hằng nam ma ca ra nu pha we na ham toa sap đề u pháp đa huệ aneka antaraya divina sam tua se sato sam butte na butta rasate at ta chat ta li sa sa ha e vi sa ta sa ti sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa ahang te sang tham manh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng nam ma ca ra nu pha we na ham toa sap be u pap da we aneka antaraya divina san tu a se sa to sap be purat ti ma ya di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sap be purat ti ma ya nu di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sap be đắc khi na ya di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sap be đắc khi na ya nu di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sap be pat chi ma ya di sa ya sat ta a we ra su khi hòn tu sắp đề phát chi mà ya nu đi xa ya sắp ta về ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya đi xa ya sắp ta về ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya nu đi xa ya sắp ta về ra su khi hòn tu sắp đề u pari ma ya di sa ya sat ta a we ra su khi hòn tu sắp đề hết thi ma ya di sa ya sat ta a we ra su khi hòn tu sắp đề sắp ta a we ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp gia bất cha hòn tu ani kha hòn tu đi kha yu kha hòn tu aroga hòn tu sampat ti hi sanit chan tu su khi áp ta năng pa ri ha ram tu đúc kha pat ta chanit đúc kha ta yap pat ta chanit pa ya so kap pat ta chanit so kha hòn tu sap bê tì pa ni no a ca sát tha cha phum ma tha đê wa na ga ma hít thi ca phun nhăn no a nu mô đàm tu chi răng rắc kham tu sa sa na a ca sát tha cha phum ma tha đê wa na ga ma hít thi ca bốn nhân nô anu mô đàm tu chi răng ra khan tu nô ga ru a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga ma hít thi ca bốn nhân nô anu mô đàm tu chi răng ra khan tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga ma hít thi ca bốn nhân nô anu mô đàm tu chi răng rắc kham tu pa ni nô a ca sát tha cha phum mát tha đề hoa na ga ma hít thi ca bốn nhân nô anu mô đàm tu chi răng rắc kham tu nô sa đa y đăng wa ta nô bốn nhân a sa wa
Kaya wahang ho tu anagate kale. Xà thủ, xà thủ. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Xin chào các học viên. Dạ, con kính lễ. Dạ. Giờ hôm nay mình học tiếp phần lộ trình tâm. Thì hôm trước ở trong bài tổng quát mình có giới thiệu qua về phần lộ trình tâm, đó là mình có hai hình thức lộ trình tâm, đó là lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Rồi mình cũng có nói qua về thời, đó là mình có ba thời, đó là thời tục sinh, thời bình nhật và thời cảnh tử. Thì trong ba thời đó chỉ có lộ ý môn thì có đầy đủ, tức là có cả thời tục sinh, thời bình nhật và thời cận tử. Riêng ở lộ tâm ngũ môn thì mình chỉ có là thời bình nhật và thời cận tử. Yeah. Thì hôm nay chúng ta đã học, đó là mình mới học được phần thời bình nhật của lộ tâm ngũ môn và lộ tâm ý môn. Trong bài học ngày hôm nay thì mình tìm hiểu cái phần lộ tâm ngũ môn ở thời cận, lộ tâm lộ trình tâm thời cận tử. Marnasana citta vithi. Thì trong lộ trình tâm, lộ trình tâm ngũ môn thời cận tử, tức là tiến trình tâm sinh diệt, tiến trình sanh diệt của tâm thức khi sắp kết thúc cuộc sống. Là lộ trình tâm này khi mà nó diễn ra thì chúng ta chắc chắn sẽ chết. Trong lộ trình tâm ngũ môn, lộ trình tâm thời cận tử thì mình có hai trường hợp. Một đó là lộ ngũ môn thời cận tử là panh chát và ram mana sanh vị thí. Là thời cận tử mà nó diễn ra ở lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt hoặc là lộ thanh. Rồi thứ hai đó là lộ ngũ môn mà diễn ra, thời cận tử diễn ra ở lộ ý môn, gọi là mano dva ramana sanavithi, tức là diễn ra ở lộ ý môn. Đây, trong bài này chúng ta sẽ học trước về phần lộ ngũ môn thời cận tử. Lộ ngũ môn thời cận tử. Trong lộ trình tâm thường chúng ta học thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua các phần như thế này. Thứ nhất đó là định nghĩa. Thứ hai đó là lộ ngũ môn thời cận tử cảnh rất rõ. Thứ ba đó là các chặng tâm trong lộ ngũ môn cảnh rất rõ. Thứ tư đó là các tâm lộ trong lộ ngũ môn cảnh rất rõ. Thứ năm đó là các tâm có mặt trong lộ ngũ môn cảnh rất rõ. Thứ sáu là số lượng lộ ngũ môn cảnh rất rõ. Số bảy là lộ ngũ môn cảnh rất rõ xảy ra ở hàng người. Thứ tám là lộ ngũ môn cảnh rất rõ xảy ra ở các cõi. Thì đó là tám phần. Tám phần. Thứ nhất là nói về phần một là định nghĩa lộ ngũ môn cảnh rất rõ.
Luận ô môn thầy Cần Tử. Luận ô môn thầy Cần Tử là tiến trình tâm sinh khởi qua lộ ngũ môn đối với người sắp lâm chung, làm khởi sanh cảnh nghiệp tướng, tạo điều kiện cho tâm tục sinh sanh lên, khởi đầu một kiếp sống mới. Ở đây sẽ dĩ mình nói về lộ ngũ môn mà nó liên quan đến cả cái tâm tục sinh đó, là vì những người mà chết bằng lộ ngũ môn, tức là thông qua lộ cần tử bằng lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn, thì những người này chắc chắn là còn tái sanh. Và nó bị chi phối bởi cảnh nghiệp tướng, bởi cảnh nghiệp tướng. Còn nếu mà người chết mà bằng lộ ý môn thì đối với người phàm phu thì còn tái sanh. Còn đối với các bậc thánh tứ quả và Đức Phật, Phật độc giác, Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì không còn sự tái sinh nữa. Thì liên quan đến lộ ngũ môn thời Cần Tử, tức là lộ ngũ môn này khi mà diễn ra thì chắc chắn chúng ta sẽ chết đó. Thì nó có bốn cái, nó liên quan đến bốn cái nguyên nhân, tức là bốn nguyên nhân của sự chết. Thứ nhất đó là do thọ diệt, ayukhaya marana. Ayukhaya marana trong trường hợp cái chữ thọ trong trường hợp này nó không phải là thọ hỷ thọ xả, mà chữ thọ trong trường hợp này đó là nói về tuổi thọ. Tại đây cái chữ bli của nó là chữ ayuk, ayukhaya, tức là hết tuổi thọ, hết tuổi thọ. Ví dụ như là ở trong thời Đức Phật mình thì tuổi thọ của con người cao nhất đó là tối đa đó là trung bình đó là 100 tuổi. Thì ai sống đến tuổi thọ chừng đó và chết thì người ta gọi là chết do hết tuổi thọ, gọi là ayukhaya marana. Thứ hai đó là do nghiệp diệt, gọi là kammakhaya marana. Tức là cái nghiệp diệt ở đây đó là, tức là khi mình được sanh làm người á, thì nó có sự hỗ trợ của bên sắc á, là nó có là sắc mạng quyền, bên tâm danh, bên tâm, bên danh pháp á, thì nó có danh mạng quyền. Tức là nó, hai anh này nó hỗ trợ cho cái sự duy trì của sắc pháp và tâm pháp trong một cái kiếp sống. Nhưng mà khi khi mà cái danh mạng quyền và sắc mạng quyền nó không còn đủ khả năng để nó duy trì cái sự tiếp diễn của danh và sắc, thì mình sẽ chết, gọi là do nghiệp diệt, gọi là cầm mắt thánh giác. Thứ ba đó là do cả hai diệt, tức là do hết tuổi thọ và do nghiệp duy trì mà cái sự sống trong cùng một lúc. Ở trường hợp thứ hai á, trường hợp thứ hai á, mình có thể chết đó là do nhiều khi mình chưa, cái tuổi thọ nó chưa có hết. Trường hợp thứ hai có thể là tuổi thọ nó chưa có hết, nhưng mà vì cái trường hợp thứ hai này á, nhiều khi có bản người ta dịch đó là chết do hết phước, gọi là punyakhaya marana, tức là phước để duy trì cái sự sống trong đời sống hiện tại á.
Thật ra đó là sự duy trì của sắc nghiệp, sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Thì mình có thể chết. Còn trường hợp thứ ba thì cả hai trường hợp trên đó, trong cùng một lúc. Thứ ba, thứ tư đó là do sát nghiệp upachi dakkha kamma. Do sát nghiệp tức là do cái nghiệp mà nó có sức mạnh, nó sanh lên và nó cắt đứt mạng sống ngay ở trong đời sống hiện tại, ngay trong lúc mà người đó chưa hết tuổi thọ hoặc là chưa hết cái nghiệp, chưa hết cái phước duy trì cái sự sống. Thí dụ như là chúng ta đọc hết trong cái câu chuyện nàng Chinh Cha lúc mà Vu Khống Đức Phật là sống chung với mình rồi có thai rồi không quan tâm chăm sóc, hoặc là trường hợp mà thanh niên gì mà tức là lúc mà Tỳ Kheo Ni Upalakwana vào sống ở trong rừng rồi đi khất thực về, và thanh niên này bây giờ tức là có tình cảm với Tỳ Kheo Ni này Upalakwana này từ lúc mà còn cư sĩ. Cho nên đến khi cô xuất gia rồi, thanh niên này cứ theo rồi cho đến một ngày Tỳ Kheo Ni Upalakwana đi khất thực về, rồi thanh niên này vào hành dâm với Tỳ Kheo Ni này, và do cái quả của ác nghiệp đó khiến thanh niên này bị đất trúc, cũng như trường hợp của nàng Chinh Cha Manavika. Thì cả hai trường hợp cái chết của hai người đó, đó thì được xem đó là chết do sát nghiệp, tức là do nghiệp mà có sức mạnh cắt đứt cái mạng sống ngay ở trong đời sống hiện tại, dù người đó có thể là còn tuổi thọ, còn phước có thể duy trì mạng sống. Bốn cái sự chết này thì ở trong Abhidhamma Sangha, trong thắng pháp tập yếu luận, ví dụ giống như là sự tắt đi của một ngọn đèn do bốn cái lý do. Đó là do hết tim, do hết dầu, hoặc là do hết tim với lại hết dầu trong cùng một lúc, hay là không phải do hết dầu, cũng không phải do hết tim, mà do một lý do nào đó. Ví dụ như là ngọn đèn đang cháy rồi có gió thổi mạnh dập tắt chẳng hạn. Đó là bốn thí dụ nói về bốn nguyên nhân của sự chết. Rồi liên quan đến sự chết á, với người phàm phu hoặc là với các bậc thánh hữu học á, thì nó còn còn có sự tái sanh. Cái sự chết và tái sanh của người phàm phu hay là với các bậc thánh hữu học á, nó liên quan đến ba loại cảnh. Tức là trong lúc mình sắp lâm chung ở trong cái tiến trình tâm mà lộ cần tự đó, thì nó có ba loại cảnh diễn ra. Một đó là cảnh nghiệp, gọi là Kamma Ramana. Cảnh nghiệp tức là những hành động thiện hoặc là ác mà mình đã làm ở trong đời sống hiện tại hoặc là trong quá khứ, và nó có điều kiện nó trạng lợi thông qua lộ y môn. Hay là cảnh nghiệp tướng. Cảnh nghiệp tướng tức là những đồ vật mà mình sử dụng để làm cái nghiệp thiện hay là nghiệp ác. Ví dụ như là người đầu tể thì cảnh nghiệp tướng của họ, nếu mà họ thấy đó là họ thấy dao búa để họ chém giết những con thú. Còn thí dụ như các Phật tử mà mình thường xuyên làm phước cúng, bố thí cúng dường, y phục, vật thực, hay là
bông hoa chẳng hạn, thì lúc đó mình cảnh nghiệp tướng của mình nó là thí dụ thấy hình ảnh chiếc y, thấy hình ảnh chư tăng hay những bông hoa mình cúng dường Đức Phật. Rồi thứ ba đó là cảnh sanh thú tướng. Cảnh sanh thú tướng tức là thấy mình thấy cảnh giới. Ví dụ như là nếu mà cảnh sanh thú tướng mà nó là một cái điểm xấu thì như là thấy mình đang đi đến một cái nơi tâm tối, một cái nơi mà chúng sanh đang bị đánh đập. Hoặc là nếu mà cảnh nghiệp tứ mà cái điểm bảo tốt đó là thấy mình đi đến cái tòa lâu đài cảnh giới chư thiên chẳng hạn. Cảnh sanh tướng thường nó diễn ra đó là ở trong lộ y môn, và thường là diễn ra ở trong lúc mình bị hôn mê. Thì trong ba loại cảnh này á, đối với lộ y môn thì chỉ có cảnh nghiệp tướng. Xin lỗi, đối với cảnh ngũ môn á, lộ ngũ môn thời cận tử á, thì cái tâm nó chỉ có đó là cảnh nghiệp tướng. Cảnh nghiệp tướng tức là thấy những cái thí dụ như là cảnh nghiệp tướng, thí dụ như là mình trong lúc mình sắp lâm chung mà mình mà gia đình thỉnh được chư tăng về nhà để tụng kinh, thì lúc đó mắt nhìn thấy được hình ảnh chư tăng, hoặc là lúc đó nghe được tiếng kinh. Thì lúc đó là lộ nó diễn ra, lộ cận tử nó diễn ra đó là ở lộ nhãn môn hoặc là lộ nhĩ môn. Hoặc là lộ nhãn môn hoặc là lộ nhĩ môn. Thì đó là trường hợp mà mình thấy cảnh tốt. Mình thấy cái đó là trường hợp mà người mà có được làm thiện sự và mình có duyên được sự hỗ trợ của người thân. Còn nếu mà cảnh xấu thì nhìn thấy người ta chửi mắng hoặc là đánh đập, nghe tiếng người ta chửi mắng, hoặc là ngửi mùi hôi thối khó chịu, thì đó là cảnh nghiệp tướng mà nó diễn ra ở lộ ngũ môn. Diễn ra ở lộ ngũ môn. Thì dựa theo cái trường hợp mà người chết ở lộ cận tử diễn ra ở lộ ngũ môn mà liên quan đến cảnh nghiệp tướng, cho nên thường là ở các xứ quốc giáo mà họ có người thân của họ bệnh nặng hoặc là sắp lâm chung, người ta thường đó là thỉnh chư tăng về nhà để tụng kinh, hoặc là thỉnh chư tăng về nhà để làm phước, để cho cái người thân của họ đó là có cơ hội gặp được hình ảnh chư tăng, hoặc là thấy được hình ảnh chư tăng, và nhờ cái phước đó mà họ có thể được tái sanh ở cái cảnh giới an vui. Tuy nhiên những trường hợp đó là chỉ có những người mà họ có niềm tin thôi, nó sẽ có kết quả đối với những người có niềm tin. Còn nếu mà trong đời sống của mình từ lớn tới nhỏ mình chưa biết thiện sự là gì, chưa từng thấy hình ảnh chư tăng như thế nào, hoặc là hình ảnh chư tăng là một cái ác cảm đối với mình, thì cho dù mình có thấy thì nó cũng có hiệu quả. Nhưng mà đó là cách hỗ trợ tốt nhất của người thân đối với mình, những người đang bệnh nặng và sắp lâm chung. Hoặc là lúc đó nếu mình không thể tìm được chư tăng thì bản thân mình có thể thuộc kinh kệ gì đó, mình cũng có thể đọc ngay ở trong lúc đó. Hoặc hiện tại thì mình cũng có cái băng đĩa nào đó, thì mình cũng có thể bắt để cho họ nghe được. Thì cái cách đó nó cũng rất là quan trọng. Tại vì lúc mà mình không còn kiểm soát được bản thân, mà nó còn có cái cảnh
được cái người chăm sóc mà họ biết cách để hướng tâm mình đến cái thiện pháp á, thì rất là quý. Dạ. Còn những hình ảnh ví dụ như là vì mình quá thương mến họ, mình cứ khóc lóc rồi lo sợ, thì những hình ảnh đó hoàn toàn là không tốt cho người thân của mình. Ví dụ mình rất là thương họ, nhưng mà cái cảnh đó rất là nguy hiểm. Tại cái cảnh đó nó khiến cho người thân của mình đó là, tại mình đâu biết là, tại lúc đó là đôi khi là họ nghe được, đôi khi là họ không nghe được. Nhưng mà lỡ mà họ nghe được trong lúc mình đang khóc lóc mà thương tiếc đó, thì vô tình là làm cho họ cảm thấy khó chịu, có thể là tâm sân sân khởi, hoặc là thương nhớ, tâm chính mắt sân khởi à, thì có thể là, hoặc là khiến họ sanh vào loại thú, hay là sanh ở cảnh giới khổ đau khác. Tại khi mà tâm bất thiện nó sanh khởi trong lúc đó, thì nó dễ dàng hỗ trợ cho những cái quả của ác nghiệp mà mình đã tạo ngay ở trong kiếp hiện tại, hoặc là ở trong cái kiếp trước đó, nó có điều kiện trổ quả. Dạ. Nó giống như là cái câu chuyện mà bị tỳ kheo ở trong thời Đức Phật Kassapa, có lần mà đi đường sông rồi xuống thuyền rồi làm đứt cái cọng cỏ lát, đó là theo cái bản dịch của các ngài. Dạ. Thì thật ra trong một thời đó thì con người có tuổi thọ 20.000 năm. Và suốt một thời gian dài, vì tỳ kheo này tu tập rất là tốt, chỉ có một cái vi phạm đó. Và ở thời gian đầu vị này nghĩ đây là cũng là một cái lỗi nhỏ, tức là một cái vi phạm nhỏ. Nếu mà gặp được một vị tỳ kheo đồng phạm hành nào đó mà mình sám hối thì giới hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà rất tiếc là trong thời gian đó vị tỳ kheo này lại không gặp được một vị tỳ kheo đồng phạm hạnh nào để sám hối. Cho nên đến khi mà sắp lâm chung thì thay vì nhớ đến những thiện sự mà mình đã tu tập, thì vị tỳ kheo này lại nhớ đến cái điều giới mà mình vi phạm đó, làm cho mình bị rai rất khó chịu. Và chính cái tâm rai rất khó chịu đó nó tạo điều kiện cho cái ác bất thiện pháp ở trong quá khứ có điều kiện trổ quả, khiến vị tỳ kheo này sau khi chết là sanh vào loài rập. Dạ. Cho nên cái cảnh nghiệp hay là cảnh nghiệp thướng, cảnh sanh thú tướng nó sẽ sanh khởi ở trong lúc mình sắp lâm chung á, là nó sẽ tạo điều kiện cho những thiện nghiệp hay là ác nghiệp mà mình đã tạo ở trong đời sống hiện tại hay là trong đời sống quá khứ có điều kiện trổ quả, và từ đó mình có thể đưa mình tái sanh ở cõi khổ hoặc là ở cảnh giới an vui. Mà nếu mà được sự hỗ trợ của người thân của mình mà họ biết á, thì nó cũng đỡ được phần nào, đỡ được phần nào. Thì đó là liên quan đến cái lộ cận tử và với người phàm phu hay là các bậc thánh hữu học, thì còn có sự tái sanh liên quan đến ba loại cảnh. Nhưng ở trong trường hợp này, nếu nói về lộ ngũ môn thì nó chỉ có liên quan đến cảnh nghiệp tứ, cảnh nghiệp tứ gọi là nimitta ramana. Thứ hai đó là nó vì lộ ngũ môn thời cận tử cảnh rất rõ. Trong phần lộ ngũ môn thời cận tử mà cảnh rất rõ thì nó có hai trường hợp. Một đó là cảnh rất rõ nhưng mà lại chót na cảnh. Thứ hai đó là cảnh rất rõ nhưng mà lại chót động lực. Chót động lực. Và trong phần chót động lực hay là chót na cảnh này á, có trường hợp đó là có xen một cái hộ kiếp trước tử, hoặc là không có xen hộ kiếp trước tử. Yeah. Tức là thường đó là danh sắc á, danh sắc á, nó đập
nó sanh diệt trong cùng một lúc. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà danh danh pháp mà nó diệt trước và sắc pháp nó chưa diệt diệt kịp á, thì lúc đó là tâm hồn kiếp nó sẽ xen vào một sát na, xen vào một sát na, để danh pháp và sắc pháp ở trong lúc đó nó diệt cùng một lúc. Thì ở trường hợp đó, thì nó sẽ có là có một hồn kiếp vừa qua, có một hồn kiếp, có một sát na hồn kiếp, còn không thì không có xen sát na hồn kiếp. Sư cảnh rất rõ hay rất lớn không sư? Cảnh rất lớn hay sư? Cảnh rất lớn, xin lỗi ha, cảnh rất lớn. Ui, nãy giờ quên, nãy tặng là để rất rõ không. Bây giờ mình sửa lại hết giùm sư một cái đi ha. Quên, ở lòng ngũ môn thì cảnh rất lớn ha. Xin quên mất. Ta sửa lại, để sửa sửa lại hết luôn một lần này. Năm la mã thì chữ lớn, thì năm la mã sẽ chữ lớn, thì năm la mã sẽ chữ lớn. để sư sửa lại hết. Ai học mà nằm kỳ à? Ai học mà nằm mở camera nhìn kỳ Năm la mã sư thêm chữ lớn sư, năm la mã đó cái bảng hồi nãy số 4 sư.
nhà sư trình chiếu lại để mình sửa lại cái chữ rất rõ nãy thành cảnh rất lớn hết ha. Lớp sửa mình xin lại cái phần đó. Nãy quên cái vụ lộ ngũ môn với lộ ý môn. Tại ở trong lộ ngũ môn. Thầy sư cái bản gì rồi đó, cái hàng thứ năm á, năm lai mẹ vẫn chưa sửa chữ lớn vô xưa, thiếu chữ lớn. Mới cảnh rất rồi còn thiếu chữ lớn. Dạ đó. Lỗ ngũ môn thì nó là cảnh cảnh rất lớn, cảnh lớn hoặc là cảnh rất lớn. À, còn lỗ ý môn thì có là cảnh rõ hoặc cảnh rất rõ. Rồi, đó là phần chỉnh sửa lại cái chữ rõ thành cái chữ lớn cho lỗ ngũ môn. Nó chỉ mấy cái tiêu đề. Chỉ mấy tiêu đề thôi. Rồi đây là lộ trình tâm ngũ môn cảnh rất lớn mà chót na cảnh. Chót na cảnh. Ở trường hợp thứ nhất đó là trường hợp mà có xen hộ kiếp trước tử. Có xen hộ kiếp trước tử. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà không có xen hộ kiếp trước tử. Tức là sao sắc na tâm na cảnh thì là tâm tử. Sao na tâm là cảnh thì là tâm tử. Thì thật ra đó là tại ở đây mình học về lộ ngũ môn. Chứ sau cái tâm tử này á là lập tức là cái tâm tục sinh. Nhưng mà cái tâm tục sinh đó nó diễn ra ở lộ ý môn. Cho nên mình với lại bây giờ mình đang học lộ cần tử thôi. Nên mình chỉ vẽ nó tới là phần tử. Chứ nếu mà đầy đủ của nó là sau cái sắc na tử này. Đó là sắc na tục sinh. Dạ. Tại theo ở trong Ati Đàm này thì tức là mình vừa chết là mình tục sinh liền. Chứ mình không có truyền thống tức là chết rồi 49 ngày mới tái sanh gì không có vậy. Mà chết rồi là tục sinh liền. Nhưng mà họ có thể tục sinh vào một loại chúng sanh nào đó. Có thể là tục sinh vào loài loài bàn sanh. Hoặc là tục sinh vào chúng sanh ngạ quỷ hay là địa ngục, hoặc là tục sinh làm người hay là sinh về cõi trời do cái quả của thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Tùy theo trường hợp mà nhưng mà chết là họ tục sinh liền. Tục sinh liền. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là ngũ môn thời cần tử cảnh rất lớn, nhưng mà ở đây nó chót động lực. Thì ở chót động lực nó cũng giống như là chót na cảnh, tức là nó có xen hộ kiếp trước tử. Ở trường hợp đó là cái danh pháp đại diệt, nhưng mà danh pháp diệt nhanh hơn sắc pháp, thì nó xen vào một sắc na. Để lúc đó danh pháp và sắc pháp nó diệt trong cùng một lúc. Còn nếu mà lúc đó thì danh pháp và sắc pháp đã diệt trong cùng một lúc rồi thì lúc đó thì nó không có sắc na tử. Và chúng ta cũng để ý đó là ở lộ ngũ môn mà cảnh rất lớn, cảnh rất lớn ở lộ ngũ môn thì nó chỉ có một khổ phần vượt qua, chỉ có một khổ phần vượt qua. Thì ở đây là hai lộ trình tâm, lộ cần tử ở cảnh rất lớn. Trường hợp thứ nhất đó là cũng trường hợp đó là có xen hộ kiếp trước tử, tức là sao và ở đây mình ở trong lộ cần tử thì nó cũng chỉ có đó là năm sắc na động lực. So với lộ thời bình nhật thì mình có bảy sắc na. Rồi trường hợp thứ hai đó là
đó là sao động lực, đó là tử, tức là không có xen hộ kiếp, không có xen hộ kiếp. Thì đây là bốn lộ trình tâm, bốn lộ trình tâm mà diễn ra ở lộ y môn thời cận tử cảnh rất lớn. Và bốn lộ trình tâm này thì mình vẽ tượng trưng thôi, chứ thật ra đó là nó có thể ở đây mình có một phần năm thức, tức là một trong năm thức. Cái lộ này nó có thể diễn ra ở lộ nhãn, nếu mà trong lúc đó là mình thấy, có thể diễn ra ở lộ nhĩ, nếu mà lúc đó mình nghe. Rồi nó có thể diễn ra ở lộ tỷ, nếu mà lúc đó mình bắt được cái mùi gì đó. Hoặc là lộ thiệt, nếu mà lúc đó mà mình nếm được cái vị chua ngọt gì đó. Hoặc là lộ thân, nếu lúc đó có sự xúc chạm im ái, hoặc là thu thiển. Tức là nó có thể diễn ra ở một trong năm lộ đó, và nó cũng có thể là có hộ kiếp trước tử hoặc là không có hộ kiếp trước tử, có thể là xảy ra ở động lực, chót động lực hoặc là chót na cảnh, nó giống nhau hoàn toàn. Rồi từ các lộ trình tâm trên thì chúng ta tính chặn, tính chặn thì tính chặn nó cũng giống như các lần mình học trước đây. Chặn ở đây thì mình chỉ tính cho các loại tâm khách quan, các chặn tâm khách quan. Thì ở trường hợp thứ nhất chót na cảnh thì mình có đó là chặn khai ý môn, rồi một trong năm thức, rồi tiếp thâu, quan sát, xác định, động lực và na cảnh. Mình chỉ tính tới tâm na cảnh này thôi. Tại cái tâm sen vào ở đây á, nó là tâm hộ kiếp rồi. Rồi tâm tử này nó cũng là ở đây cái tên nó khác, chứ thật ra nó cũng là tâm hộ kiếp. Tại vì tức là cái tâm mà nó làm việc tục sinh á, tâm nào mà nó làm việc tục sinh thì tâm đó nó làm việc hộ kiếp trong suốt cái kiếp sống đó. Trong suốt cái kiếp sống đó, và đến khi chết á, cũng chết bằng cái tâm đó. Nhưng mà tục sinh thì tục sinh bằng tâm khác. Thí dụ như là mình tục sinh bằng tâm đại quả thọ xả, tâm đại quả thọ xả, ly trí, nó có thể hỗ trợ hoặc là vô trợ, thí dụ vậy. Thì trong suốt cái kiếp sống đó thì cái tâm đại quả thọ xả hợp ly trí hay là ly trí đó nó là sẽ làm việc hộ kiếp, và cho đến chết thì cũng là chết bằng cái tâm đại quả thọ xả hỗ trợ hay là vô trợ đó. Nhưng mà tâm tục sinh thì là một loại tâm khác, có thể là tâm thí dụ sao do trong đời sống hiện tại này mình làm nhiều cái thiện sự, và trong việc làm đó là đầy đủ tâm tư, thì có thể là tâm tục sinh sau đó, đó là mình tục sinh bằng tâm đại quả thọ hỷ hợp trí, có thể vô trợ hoặc là hữu trợ, thí dụ vậy. Tức là cái tâm tục sinh ở cái kiếp sống hiện tại nó làm việc hộ kiếp trong suốt cái đời sống đó, và cho đến khi chết thì nó cũng chết bằng tâm đó. Rồi cái tâm tục sinh ở cái cảnh giới mới là một loại tâm tục sinh khác, là một loại tâm tục sinh khác. Cho nên mình trước đây mình có học về cái sự đó, là học về công việc đó, tức là tâm nào làm công việc tục sinh thì tâm đó sẽ làm công việc hậu kiếp và làm việc tử trong suốt cái kiếp sống đó, trong một cái đời sống đó. Như vậy thì cái tâm hậu kiếp với tâm tử này nó là tâm hậu kiếp rồi, nó không được kể là cái tâm khách.
Cho nên cái tính chặn ở đây mình chỉ có là khai ý môn, rồi một trong năm thức tiếp thâu, quan sát xác định, động lực và na cảnh. Thì mình chỉ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình chỉ có 7 chặn. Đó là trường hợp thứ nhất, trường hợp chót na cảnh. Ở trường hợp chót động lực thì mình bỏ lại một chặn. À, thì ở trên 7 thì nó còn lại là 6. Như vậy thì lộ trình tâm thứ nhất là mình có 7 chặn. Lộ trình tâm thứ hai là mình có 6 chặn. À, có 6 chặn tâm. Nhớ cái tâm tử ở đây nó vẫn là cái tâm hộ kiếp. À, vẫn là cái tâm hộ kiếp. Hoặc là trước đây mình có học về cái tâm, chúng ta lúc mà học tâm ngũ môn cảnh rất lớn, tâm ý môn cảnh rất lớn, hay là cảnh rất rõ, mình có cái dạng tâm hộ kiếp khách. À, hộ kiếp khách. Thì cái tâm hộ kiếp khách đó nó cũng là một dạng tâm hộ kiếp. À, một dạng tâm hộ kiếp, cho nên nó vẫn không được kể đó là tâm khách quan. Thì cái tâm tử này nó cũng là cái tâm hộ kiếp thôi. À, cho nên nó cũng không được kể nó là tâm khách quan. Đó là quen với chữ G. Thứ hai đó là các tâm lộ trong lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Tâm lộ tức là sát na tâm diễn ra. Thì ở đây mình cũng chỉ tính các tâm lộ khách quan. Ở đây mình có đó là khai ý môn, rồi một trong năm thức tiếp thâu quan sát xác định, động lực và na cảnh. Ở đây thì tâm lộ tức là nó tính theo cái sắc na tâm. Cho nên nếu mà nó có bao nhiêu sắc na thì người ta kể là bao nhiêu tâm lộ. À, nó khác với ở chặn. Chặn thì kể theo tên. À, tên gọi. Với công việc. À, thì ở đây mình có 5 sắc na động lực, 2 sắc na na cảnh. Thì ở đây là 2 tâm này thì mình có là 7 sắc na. 7 sắc na, với ở phía trên này mình có là 5 sắc na nữa, cho nên mình có là 12 sắc na tâm khách quan, tức là mình có 12 tâm lộ. 12 tâm lộ. Ở cái lộ trình tâm thứ hai là nó chót động lực. Nó chót động lực thì nó bớt lại 2 cái na cảnh thì mình còn lại đó là 10 tâm lộ. Vậy ở trường hợp thứ nhất đó là mình có 12 tâm lộ. Trường hợp thứ hai thì mình có 10 tâm lộ khách quan. À, 10 tâm lộ khách quan. Trường hợp thứ ba đó là các tâm có mặt trong lộ tâm, trong lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Thì trong phần tính các tâm này thì mình tính nó ở 2 trường hợp. Một đó là mình tính theo trường hợp đó là một tiến trình tâm xảy ra. À, một tiến trình tâm xảy ra. Thứ hai đó là mình tính theo tính tổng quát. Tính tổng quát. Thì ở trường hợp mà chót na cảnh, thì nếu mà một tiến trình tâm xảy ra đó, thì mình bắt đầu tính từ tâm khai ý môn. À, tâm khai ý môn. À, thí dụ ở trong trường hợp này nó là nhãn thức. Thì đây là tâm nhãn thức. À, tâm nhận thức, rồi tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm xác định, tâm làm việc tiếp thâu, tâm làm việc quan sát, tâm làm việc xác định, rồi tâm làm việc động lực, rồi tâm làm việc năng cảnh. Còn cái hộp kiếp với tử ở đây thì nó là dạng tâm tâm hộ kiếp. À, nó có cái cảnh của nó là cảnh chủ quan, cho nên mình không có kể, mặc dù nó có mặt ở trong lộ trình tâm này nhưng mà mình không có kể nó. Thì ở đây nếu mà một tiến trình tâm xảy ra đó thì mình có 7 thứ tâm.
À, mình có bảy thứ tâm. Còn là mình tính tổng quát ở trong trường hợp này đó, tính tổng quát ở trong trường hợp này đó là trong một năm ở đây đó là một trong năm thức, một trong năm thức làm tính là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhưng mà cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này á, nó vừa là có thiện vừa là bất thiện, cho nên năm này nó trở thành 10. À, tại vì lúc đó nó có thể là nhãn thức thọ xả quả thiện, hoặc là nhãn thức thọ xả quả bất thiện. À, cho nên riêng cái phần này không là mình có 10 thứ tâm. À, mình có 10 thứ tâm. Rồi tiếp thâu thì mình có hai tâm tiếp thâu, đó là tâm tiếp thâu quan sát thọ xả quả thiện hay là quả bất thiện. Rồi tâm quan sát. Tâm quan sát thì mình có ba tâm quan sát, đó là hai tâm quan sát thọ xả và một tâm quan sát thọ hỷ. Rồi xác định ở đây tức là tâm khai ý môn, nó làm việc xác định, thì ở đây nó chỉ có một thứ tâm thôi. Một thứ tâm ở đây hai, ở đây ba, hai cái này là năm. Năm ở đây 10 là 15. 15 16, một khai ý môn là 16, ở đây là 17. Động lực á. Động lực ở đây thì nó có thể là động lực thiện hoặc là động lực bất thiện. Dạ. Nhưng mà nó không có động lực tốt. Nó không có động lực tốt. Động lực tốt tức là tâm sinh tiếu hoặc là tám tâm đại tố. Tám tâm đại tố. Ở đây mình không có tính được các tâm thiền, sắc giới hoặc là vô sắc giới. Vì tâm thiền, sắc giới và vô sắc giới nó chỉ diễn ra ở lộ y môn. Còn lộ ngũ môn nó không có. Cho nên mình không có tính động lực, dục giới và sắc giới. Siêu thế thì lại càng không có. Cho nên mình chỉ tính được là động lực, dục giới. Mà động lực dục giới, động lực dục giới trong trường hợp này á, mình cũng loại bỏ đó là tám tâm đại tố và tâm sinh tiếu. Tám tâm đại tố, tâm sinh tiếu. Vì vị thánh A-la-hán không có chết bằng lộ tâm ngũ môn, mà luôn luôn chết đó là bằng tâm lộ tâm y môn. Lộ tâm y môn. Cho nên ở đây cái động lực ở đây nó chỉ là, nếu mà động lực bất thiện thì đó là 12 tâm bất thiện, 8 tham 2 sân 2 si. Còn nếu thiện thì đó là 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện. Như vậy thì ở động lực ở đây đó là mình có bao nhiêu? 12 với 8 là mình có 20 tâm động lực trong trường hợp này. 20 tâm động lực trong trường hợp này. Na cảnh thì mình có là 11 tâm làm việc na cảnh, trong đó là mình có 3 tâm quan sát và 8 tâm đại quả. 3 tâm quan sát hồi nãy là mình đã tính nó rồi, cho nên ở đây nó chỉ còn lại đó là mình chỉ lấy thêm đó là 8 tâm đại quả làm việc na cảnh. Như vậy thì ở đây thì mình có nó là 8. 8 với ở đây hồi nãy là 20 là 28. 29. 29 với ở đây là 3 là 32. Ở đây 2 là 34. Ở đây 10 là 44. Và ở đây 1 2 ý môn nó là 45. 45. Như vậy thì một tiến trình tâm xảy ra ở trong trường hợp mà lộ cần tự chót na cảnh thì mình có 7 thứ tâm. Nhưng mà nếu mình tính tổng quát thì nó có 45 thứ tâm, trừ ra 8 tâm đại tố và tâm sinh tiếu. 8 tâm đó. 9 tâm đó. Ở trong trường hợp thứ hai đó là chót na cảnh, chót động lực. Chót động lực. Thì chót động lực thì nó không có na cảnh, cho nên một tiến trình tâm diễn ra ở trong trường hợp này nó chỉ có 6 thứ tâm.
sáu thứ tâm. Phần tính tổng quát á, phần tính tổng quát thì ở đây vì vì nó không có, không có na cảnh, không có na cảnh thì tiếp thu quan sát thì nó vẫn có, cho nên mình vẫn lấy các tâm này bình thường. Nhưng mà nó không có na cảnh thì mình bỏ ra tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả ở đây á thì nãy mình 45, bây giờ mình bỏ ra 8. Các tâm này thì nó giống nhau, giống nhau hết. Mình chỉ bỏ ra 8 tâm đại quả. Thì nãy 45 mà mình bỏ ra 8 thì nó chỉ còn lại đó là 37. 37. Ở đây mình để ý đó là về phần mình tính tâm khách quan á, thì mình bỏ là 8 tâm đại quả ở lục trình tâm thứ hai. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tâm đại quả nó không xảy ra ở đây. Tại mình phải nhớ ra là tâm đại quả nó làm việc tục sinh. Tâm đại quả nó làm việc tục sinh. Mà hễ nó làm việc tục sinh thì nó làm việc tử. Làm việc hậu kiếp và việc tử. Cho nên ví dụ nếu mà ở trong trường hợp này mà người này tục sinh bằng một trong tám tâm đại quả, thì đến khi chết thì họ cũng chết bằng một trong tám tâm đại quả đó. Một trong tám tâm đại quả đó. Cho nên tâm đại quả thì tính ở tâm khách quan thì nó không có ở trong trường hợp thứ hai, nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra, đó là ở lộ tâm tử, ở sát na tâm tử. Và ở sát na tâm tử thì nãy giống như nói lúc nãy, cái sát na tâm tử này nó có cảnh, đó là cảnh cảnh nghiệp, nghiệp tướng. Cảnh cảnh nghiệp tướng. Cái sát na tâm hộ kiếp á, trong đời sống của mình, ở sát na tâm hộ kiếp thì nó có ba loại cảnh chủ của nó, đó là cảnh nghiệp tướng và cảnh sanh thú tướng. Nhưng mà đến khi tử thì nó chỉ còn ở lộ tâm ngũ môn thì nó chỉ có, đó là cảnh nghiệp tướng. Cảnh nghiệp tướng. Đây là phần ghi chú lại. Trường hợp thứ nhất đó là một tiến trình tâm xảy ra thì mình có 7 thứ tâm. Tổng quát thì mình có 45 tâm dục giới. Nhớ đây nó chỉ có tâm dục giới thôi. Lộ ngũ môn thì nó chỉ xảy ra ở tâm dục giới. Tâm dục giới. Trường hợp thứ hai đó là một tiến trình tâm xảy ra có 6 thứ tâm, tổng quát mình có 37 tâm dục giới. Về số lượng lộ tâm ngũ môn cảnh rất lớn. Ở đây mình phải nhớ là thầy cận tử ha. Thầy cận tử. Thì ở đây mình có 4 trường hợp, tức là trường hợp chót na cảnh làm có, là có sen hậu kiếp trước tử, hoặc là không có sen hậu kiếp trước tử. Trường hợp chót động lực thì mình cũng có, là có sen hậu kiếp trước tử, hoặc là không có sen hậu kiếp trước tử. Tức là mình chót thì mình có 2 trường hợp, đó là chót động lực, chót na cảnh và chót động lực. Và trong chót na cảnh và chót động lực đó mình chia nó ra làm 22, tức là có sen hậu kiếp trước tử hoặc là không sen hậu kiếp trước tử. Cho nên nói là 2, thật ra làm chia nó ra làm 4. Chia nó ra làm 4. Còn nãy giờ thì mình chỉ trích 2 lộ trình tâm để mình giảng thôi. Tức là một trường hợp đó là chót chót na cảnh, một trường hợp đó là chót động lực. Mà nếu mình liệt kê nó cho hết thì nó có 4 trường hợp như thế này. Và mỗi trường hợp như vậy thì nó có thể diễn ra ở lầu nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn giống nhau. Cho nên một này nó trở thành 5, một trở thành 5. 4 trường hợp như vậy thì mình có 20 lộ trình tâm. Mình có 20 lộ trình tâm. Tức là trường hợp có chót na cảnh, có sen hậu kiếp trước tử, có 5 lộ trình tâm.
chót na cảnh không sen hậu kiếp trước tử, có năm lộ tình tâm chót động lực, có sen hậu kiếp trước tử, có năm lộ tình tâm chót động lực, không sen hậu kiếp trước tử là có năm lộ tình tâm. Nhưng mà nó diễn ra thì nó diễn ra một trường hợp nào đó thôi, một trường hợp nào đó thôi. Xảy ra ở hàng người, ở hàng người. Thì ở đây đó, nếu mình xét về cái khía cạnh mà chết mà vẫn còn là tái sanh đó, thì nó liên quan đến 7 hạng người. Người đạo thì mình cũng tính đi, trong 12.000 người đó, 4 người đạo mình bỏ đi thì mình còn lại 8 hạng người. Trong 8 hạng người đó thì người tứ quả, tức là bậc thánh A-la-hán thì không còn tái sanh nữa. Thì nó còn lại 7 hạng người. Còn lại 7 hạng người. Nhưng mình nếu mình xét thêm cái khía cạnh mà tâm tử mà dẫn đến tái sinh á, tức là người chết mà còn bị tái, còn là tái sinh mà nó do cảnh nghiệp tướng chi phối á, cảnh nghiệp tướng chi phối á, tức là nó liên quan đến cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc á, cảnh xúc á, thì nó chỉ còn lại đó là ở sáu ngoài người. Tại đối với bậc thánh A-la-hàm á, mặc dù chết thì vẫn còn tái sinh. Dạ. Nhưng mà vì bậc thánh A-la-hàm nếu mình tính theo 10 điều kiết sử, 10 điều kiết sử thì bậc thánh A-la-hàm đã đoạn trừ được 5 hạ phần kiết sử. Trong đó nó là có thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Dục ái và sân thì trong đó nó có liên quan tới cái dục ái, tại sao vì cái tâm của người phàm phu mình nó còn bị chi phối bởi bởi cảnh dục á, bởi sắc thinh hương vị, sắc thinh hương hay là sắc thinh mùi vị xúc á, sắc thinh hương vị xúc á, là do mình còn cái ái dục. Mình còn ái dục. Nhưng mà bậc thánh A-la-hàm thì không có bị cái ái dục đó chi phối, cho nên cảnh nghiệp tướng á, nó không có khả năng nó chi phối ở bậc thánh A-la-hàm, cho nên cái lộ trình tâm này á, nó không diễn ra đối với bậc thánh A-la-hàm, mà chỉ còn là diễn ra với người phàm phu thì chắc chắn. Và hai bậc thánh thấp đó là thánh sơ quả và nhị quả, vì hai vị này vẫn còn bị chi phối bởi cái cảnh dục. Đương nhiên là cái chi phối cảnh dục của, nhưng với cái tâm định mà chứng đắc được đạo quả đã đoạn từ phiền não đó, bậc thánh A-la-hàm vẫn tái sanh ở cõi sắc giới, chứ không có tái sanh ở cõi dục giới nữa. Dạ. Thì đó là lý do là cái lộ tâm y môn, lộ tâm ngũ môn thời cần tử sẽ không xảy ra đối với bậc thánh A-la-hàm. Sẽ không xảy ra đối với bậc thánh A-la-hàm. Như vậy người ở trong trường hợp này thì mình chỉ có 6 hàng người, đó là 4 phàm và 2 thánh quả bậc thấp, tức là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, đó là người phàm phu. Và hai bậc thánh quả bậc thấp đó là bậc thánh sơ quả và nhị quả. Biệt cõi thì chúng ta nhớ lại từ mình học trước đây ở lộ ngũ môn và lộ ý môn á, thời Bình Nhật á, thì chúng ta thấy là ở trường hợp mà có na cảnh,
ở na cảnh, có na cảnh thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới. À, tại vì ở cõi sắc giới nó không có trường hợp đó là cảnh dư. À, nó không có trường hợp cảnh dư. Trường hợp cảnh dư. Cho nên hết trường hợp nào mà lộ trình tâm nào mà nó xảy ra mà có na cảnh thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới. Riêng ở trường hợp, cái đó là trường hợp thứ nhất, cái lộ trình tâm thứ nhất. Cái lộ trình tâm thứ hai là chót động lực. À, trường hợp thứ hai là chót động lực. Thì chót động lực nó có thể diễn ra ở cõi cõi sắc giới, nhưng mà trong trường hợp này nó cũng không có, nó cũng có thể diễn ra ở cõi vô sắc giới, nhưng mà trong trường hợp này thì nó không có diễn ra ở cõi vô sắc giới được. Lý do đó là ở đây là mình đang nói về lộ ngũ môn. À, mà lộ ngũ môn thì nó phải, nó là có cảnh sắc. À, có cảnh sắc, cho nên cái lộ trình tâm này nó cũng không có xảy ra ở cõi sắc giới. Cho nên mình bỏ đi cái bốn cõi sắc giới đi, bốn cõi vô sắc đi, rồi nó cũng không có ở cõi vô tưởng, cho nên mình bỏ cái cõi vô tưởng nữa là bỏ năm cõi, bỏ năm cõi. Như vậy thì nó chỉ còn lại 31 cõi, mình bỏ năm cõi thì nó chỉ còn lại 26. 26. Nhưng mà chúng ta nhớ ở cõi sắc giới á, thì vị phạm thiên á, chỉ sử dụng đó là nhãn thức và nhị thức. Chỉ có nhãn thức và nhị thức, còn tỷ thức, thiệt thức và thân thức nó không có. Cho nên nếu mà xảy ra ở ở cõi sắc giới á, thì nó chỉ xảy ra đó là ở lò nhãn môn và nhĩ môn, tức là ở trường hợp thấy và trường hợp nghe. Còn trường hợp ngửi mùi hoặc là nếm vị hay là xúc chạm bằng thân thì nó không có, tại ba cái thức đó nó không còn làm việc. Thì đó là nếu mà nó xảy ra ở ở cõi sắc giới, ở cõi sắc giới tức là ba cõi sơ thiền, ba cõi sơ thiền, rồi ba cõi sơ thiền, ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, rồi ba cõi tam thiền, rồi bảy cõi tứ thiền. Nhưng mà bảy cõi tứ thiền thì mình bỏ cõi vô tưởng. Ở đây mình có năm cõi tịnh cư, năm cõi tịnh cư thì dành cho bậc thánh A-la-hán. Bậc thánh A-la-hán thì bậc thánh A-la-hán thì không, mà bậc thánh A-la-hán thì lại không, không chết bằng cái lộ trình tâm này. Thì nếu mà tính bậc thánh A-la-hán mà không, cái lộ trình tâm này không diễn ra ở bậc thánh A-la-hán á, tại vì năm cõi tịnh cư thì chỉ dành cho bậc thánh A-la-hán thôi. Mà nếu bậc thánh A-la-hán không không chết bằng lộ trình tâm này thì lộ trình tâm này nó cũng không có diễn ra ở ở năm cõi tịnh cư, ở cõi năm cõi tịnh cư. Thì như vậy thì mình phải trừ ra ở năm cõi tịnh cư nữa, vậy là phải trừ ra năm cõi tịnh cư. Năm cõi tịnh cư như vậy thì nó chỉ còn lại đó là, vậy là không 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 đủ 26 cõi, làm trừ ra năm cõi tịnh cư nữa. Thì nãy là mình đã trừ ra bốn năm cõi rồi, bốn cõi vô sắc và một cõi vô tưởng. Và nếu mà lộ trình tâm này không xảy ra ở bậc thánh A-la-hán
thì mình phải trừ là thêm năm cõi tịnh cư. Như vậy thì nó chỉ còn lại, như vậy là nó chỉ còn lại đó là 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới, thì mình bỏ, đã bỏ 6 cõi. Như thì nó còn lại đó là 10 cõi. Như vậy thì nó chỉ còn lại là 20 cõi. Vậy là 20 cõi đó mình gọi là 20 cõi. 20 cõi phàm, 20 cõi phàm ngũ ứng. À, 20 cõi phàm ngũ ứng. Mình gọi vui thì không được. Tại vì ở đây nó có cõi khổ. Mình gọi phàm là vì ở đây mình loại trừ năm cõi tịnh cư. Và ngũ uẩn để mình loại bỏ đó là bốn cõi vô sắc và cõi vô tưởng. Hồi chiều sư soạn là sư tính luôn cái cõi năm cõi tịnh cư. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình tính là nếu mà bậc thánh A-la-hán lộ trình tâm này không xảy ra đối với bậc thánh A-la-hán thì điều đó đồng nghĩa với cái lộ trình tâm này nó không xảy ra ở năm cõi tịnh cư. Năm cõi tịnh cư, tại ở năm cõi tịnh cư đó từ bậc thánh chỉ có bậc thánh A-la-hán, rồi bậc thánh A-la-hán ở tại các cõi tịnh cư đó là cũng chứng được thánh quả A-la-hán. Thì chỉ có xảy ra đối với ở cõi đó thì chỉ có bậc thánh A-la-hán với bậc thánh A-la-hán thôi. Nếu mà có diễn ra thì chỉ diễn ra ở lộ tâm ý môn, chứ lộ tâm ngũ môn nó không có. Cho nên phải bỏ cái phần này thêm ra mới được. 20 cõi. Dạ thưa sư, 21 hay 20 sư? 11 cõi. 11 cõi giới hả? Dạ. Với lại 10 cõi sắc giới. 16 kiểu 5 cõi tình cư với lại cõi vô tưởng. 21 chứ hả? Tại mình bỏ 5 cõi tình cư với 5 cõi năm cõi tình cư với bốn cõi vô sắc và cõi vô tưởng. Thì nó còn lại đó là 21 cõi. 21 cõi phàm ngũ uẩn. Cái phần này mới tính bây giờ nó mới ra như được cái cảm. Cái trong tài liệu phần lớn là đều ghi lại đó là 26 cõi. Dạ 26 cõi. Nhưng mà nếu mình giải thích theo cách mà bậc thánh A-la-hán mà không tử bằng cái lộ trình tâm ngũ môn thì cái lộ trình tâm này không xảy ra ở cõi tình cư, năm cõi tình cư thì nó chỉ có 21 cõi phàm ngũ uẩn thôi. Thì ở đây mình có đó là trường hợp thứ nhất xảy ra ở 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới. Trường hợp thứ nhất ở đây đó, nó chỉ cho cả lộ trình tâm mà nó chót na cảnh ha. Chót na cảnh có sen hộ kiếp trước tử hoặc là không sen hộ kiếp trước tử. Cái phần này mình phải hiểu như vậy, mặc dù người ta liệt kê chỉ một trường hợp thôi nhưng mình phải hiểu như vậy. Cái trường hợp thứ hai đó là đối với lầu nhãn môn, lầu nhĩ môn thì sẽ ra ở 21 cõi phàm ngũ uẩn. Còn trường hợp là tỷ môn, thiệt môn, thân môn thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới. Ở 11 cõi dục giới thì đó là phần tính về cõi và cái bài học, cũng là cái bài học về lộ trình tâm ngũ môn thầy Cận Tử. Mình kết thúc ở đây. Về sau thì chúng ta sẽ học tiếp đó là lộ trình tâm thời cần tử, lộ trình tâm y môn thời cần tử. Thì ở trong lộ trình tâm thời y môn thời cần tử này thì mình còn có những trường hợp đó là lộ tử thông thường và lộ tử đặc biệt của các bậc thánh. Tới bữa nay mình tạm học bao nhiêu đây. Xin mời lớp nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn lại cho cô Phúc Vị Chung. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ tử ngũ môn ngày hôm nay ạ. Dạ kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh.
Thay mặt lớp học, lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Khai, dạ. Con kính chư sư. Con xin thay mặt quý cô trưởng nữ, quý học viên trong room hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phamma tha de qua na ga mahitika pun yang no anumodan tu chi rang ra khan tu sa sanang akasatha cha phamma tha de qua na ga mahitika pun yang no anumodan tu chi rang ra khan tu no ga ro akasatha cha phamma tha de qua na ga mahitika Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhá ta yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu ba ni nô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sự tinh tuệ. Dạ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri sư, tri ân sư buổi học hôm nay. Chúc sư nghỉ sư buổi học hôm nay. Dạ. Sư giữ gìn sức khỏe, sư bị bệnh. Rồi, chúc lớp sức khỏe, chúc ngủ ngon. Dạ, kính chị. Dạ.